Tao không bao giờ coi trọng sức khỏe tinh thần của mình. Cậu chỉ tập trung vào những thứ xa hoa, bề nổi. Phải tập để có body 6 múi này để giống David Lee. Phải kiếm tiền mua xe xịn như mấy anh đại gia ngoài đường. Phải cua ngầu để ôm eo mấy em siêu mẫu. Nhưng không bao giờ đi dạo để có sức khỏe tinh thần tốt. Tao nguyên cả mùa hè cứ chạy mãi theo những thứ đó. Cứ mãi cải thiện nhưng ngày nào cũng chán ghét bản thân. Đâu đứng từ xa với cái ống nhòm nhìn và bảo: "Hai, Tao, tao cũng đã từng như vậy. Lúc đầu ai cũng sẽ hơi nông cạn. Nhưng mày phải nhận ra và tự vượt qua điều này. Mày phải nhận ra sự quan trọng của sức khỏe tinh thần." Sau hơn 3 video và rất nhiều video trước đó nó vội bỏn rồi, chắc nhiều ông ở đây cũng ngán luôn. Ồ thì nó sao kênh này toàn gì bỏn không vậy? Ồ không biết làm gì hết hết trơn hả? Biết nha cu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vô sức khỏe tinh thần. Và tôi mong cái mục đích lớn nhất của cái video này đó là sau khi ông coi xong, tôi mong là ông sẽ nhận ra sức khỏe tinh thần nó quan trọng đối với bản thân ông như thế nào. Và tôi nghĩ không có nơi nào tuyệt vời hơn để bắt đầu ngoài chính câu chuyện của bản thân tôi. Rằng tôi đã bị rối loạn lo âu trong khoảng 1 năm trở lại đây. Không hẳn là tôi đã được chẩn đoán một cách chuyên môn, một cách chuyên nghiệp ở bên ngoài kia, đi bác sĩ rồi làm bài test xong rồi thằng này bị rối loạn lo âu. Rồi chính tôi có thể cảm nhận được điều này rất là rõ. Còn cái khung thời gian 1 năm trước đó thì tôi cũng không chắc. Có thể trước đó cũng bị luôn, có thể là ngắn hơn, cũng có thể. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ là cái đó nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Giảm đi tới một mức mà tôi có thể ngồi đây và kể lại cho ông nghe cái câu chuyện của mình rằng tôi đã lo âu như thế nào. Đây cũng là một dấu hiệu tốt đó chứ. Trước hết, một tí context dành cho những người mới ở đây. Tôi, Danny Trần, anh áo đen, đã được là 100.000 sub màu đỏ qua cái áo polo này. Áo polo đen, không còn áo đen bình thường nữa. Ok, chuyên nói về kỷ luật, xong rồi kể thì bản thân, rồi hay chuyện động lực cho nhiều người trẻ ngoài kia. Rất là nhiều người thấy tôi trên YouTube và TikTok, xong rồi nhiều bạn trẻ ở bên ngoài đường cũng nhận ra tôi và lại bắt tay và đã bảo là anh đã thay đổi cuộc đời của em và nhờ anh nên em mới bắt đầu cải thiện bản thân, bắt đầu tập gym, bắt đầu cải thiện ngoại hình của mình, rồi kiếm được bạn gái nữa. Tất nhiên rồi là tôi vẫn ở đây cải thiện bản thân và làm những thứ mà tôi hay cho lời khuyên ở trên mạng, đó là tập gym, tập đều đặn, đọc sách, có luôn rất là nhiều sách, ngồi thiền, rồi viết nhật ký, rồi làm việc năng suất mỗi ngày. Nhưng biết sao không? Nhưng tôi lại không cảm thấy vui khi làm nó. Kể cả khi đã hoàn thành cái thói quen tốt đó, tôi vẫn chán ghét và tự trách bản thân. Vì sao mày không làm nhiều hơn? Vì sao mày không làm tốt hơn? Vì sao mày không làm sớm hơn? Và điều này thật sự, cái giọng nói này nó ở trong đầu tôi đã quá lâu rồi. Đã sống trong đây mà không trả phí thì nó đã quá lâu rồi. Tôi đã bỏ bê sức khỏe tinh thần mình đã quá lâu rồi. Cụ thể là tôi đã ngó lơ cái tình trạng rối loạn lo âu và stress nặng của mình. Mặc dù tôi chưa có đi ra ngoài cái cơ sở y tế nào để được chẩn đoán một cách chuyên môn và chính xác nhất, nhưng tôi thật sự là nếu mà có làm đi những cái bài test đó đi, tôi chắc chắn là mình sẽ có đó. Cái mức lo âu và cái mức stress nó không có nhẹ đâu. Tôi biết chắc vì cơ thể tôi nó đã thể hiện ra. Cụ thể đây là cái việc stress và lo âu quá nhiều, quá triền miên và quá nặng như vậy đã khiến tôi bị nhiều cái vấn đề ngoài da. Xưa tới giờ, nếu mà ai là người thân của tôi hay trong gia đình thì mới biết thôi là tôi rất dễ bị dị ứng. Đặc biệt là sau khi tập thể dục và đổ mồ hôi nhiều, da tôi sẽ bắt đầu kiểu nó ửng đỏ lên và hình thành những cái mảng đỏ ngay trước cái phần ngực này. Nếu mà tôi kiếm được ảnh này tôi sẽ post ngay đây ha. Đúng là phần lớn nó chỉ do cơ địa và da tôi thì nó nhạy cảm hơn là người bình thường. Nên là cũng ok thôi mà, cứ sống bình thường thôi, cứ tập thể dục thôi mà thấy nó đỏ lên ok. Khi mình tắm xong rồi mình nghỉ ngơi này nọ thì nó cũng hạ xuống. Nhưng mà trong thời gian gần đây, cụ thể đây là cách đây vài tuần hay 1 tháng trước, thì cái tình trạng này nó đã trở nên tệ hơn. Không tới nỗi ngứa ngáy tới nỗi nhập viện hay là ảnh hưởng gì tới sức khỏe gì quá đáng đâu. Nhưng những cái mảng đỏ, những cái đốm đỏ đó nó nổi ngày càng nhiều á. Nhiều trên, bình thường ở trên phần ngực thôi, nhưng mà nó đi xuống phần bụng luôn, phần ra phần tay tôi luôn nè, cũng như là phần đùi dưới đây. Phần tay ở đây coi lại không. It's very cool, Bateman, but that's nothing. Look at this. Nó lan ra nhiều như vậy và tôi cũng thấy rất là lo, nên tôi đã đi lên mạng ha. Cứ tất nhiên hình như bao người Google lên nổi đốm đỏ khắp người mà không ngứa thì là bệnh gì, hình như tôi đã ghi như vậy. Thì theo những gì tôi tìm hiểu, một phần lớn là do gen di truyền hay do cơ địa như tôi đã nói, một phần có thể là do mình dị ứng với một cái thức ăn gì đó mình ăn mà nó không quen lạ bên ngoài đường. Nhưng mà cái này thì không phải nữa, tại vì tôi ăn cơm mẹ nấu hàng ngày ở nhà bình thường, cái món ăn quăng lại hoài, không ăn con vật gì lạ cả. Là tôi nghĩ ha, theo cái speculation, theo cái sự nghiên cứu cũng như là suy đoán của tôi thì đó một phần rất là lớn theo tôi là do stress và lo âu nặng. Vì khi lo âu nó xảy ra quá dài và quá triền miên thì sao?
cái một cái hormone này gọi là một cái stress hormone, phải nói là dài hạn, mang tên cortisol, nó cũng sẽ cao và triền miên hoài, như là cái sự lo âu của tôi. Cortisol sẽ có tác dụng kích thích cái hệ miễn dịch của mình để hoạt động mạnh hơn. Và điều này nó sẽ rất tuyệt và sẽ hữu dụng cho ngày xưa, khi mà cái thời mà ông cha ta chưa có thuốc kháng sinh. Đó là khi em hãy tưởng tượng đi, khi mà ngày xưa chúng ta phải chạy trong rừng rất là nhiều. Ví dụ bị một con gì đó đuổi, ta phải chạy trong rừng, xong rồi chạy ngang cái cành cây bị quèn cái rồi bị chày, hay là đạp dính con, đạp dính cái vật nhọn nhọn, ok bị lủng lo hay là bị chày xước gì đó. Và đây là lúc cortisol sẽ được thải ra, hệ miễn dịch của mình nó sẽ được boost lên, nó sẽ được hoạt động mạnh hơn để cho bảo vệ những vết cắt này nó không có trở nên quá nghiêm trọng. Cụ thể là cortisol sẽ báo hiệu cho những cái tế bào bạch cầu sẽ tới những cái chỗ mà kêu những cái vết cắt đó ha, và chiến đấu những cái vi khuẩn ở bên ngoài để cho nó không có nguy hại tới tính mạng của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta còn chạy trong rừng nữa không? À, tôi mong là không, có thể vài người rừng thì có, nhưng mà chúng ta không còn gì để chiến đấu cả. Cái điều mà nó sẽ kích cortisol lên và làm chúng ta stress là gì? Những công việc hàng ngày, là những cái deadline mà chúng ta đang cố gắng mà ngồi làm việc, cố gắng để không bị trễ deadline nè. Thôi mời thằng sếp của mình nó giao mình việc khó quá rồi, nó làm mình stress mà cortisol cũng tăng cao. Khi cortisol tăng cao, hãy nhìn sao? Hoạt động mạnh hơn. Thôi mà nó cũng nhận ra, ủa, có sự nguy hiểm ở đâu, có gì đâu mà để chiến đấu, chỉ là cái đầu tâm trí của mình mà thôi. Và mấy cái tế bào bạch cầu á, nhận ra nó không có gì để chiến đấu hết, nó sẽ đi tiêu diệt những cái tế bào khỏe mạnh, và nó mới dẫn tới những cái vấn đề ngoài da. Đây chỉ là một cái lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu mà thôi. Và sau khi đã chứng kiến nhiều cái hiện tượng sinh lý ở cơ thể của mình, nhiều cái triệu chứng sinh lý như vậy nó xảy ra, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi không thể nào ngó lờ sức khỏe tinh thần của mình nữa. Tôi nhận ra tôi phải bắt đầu chăm lo cho nó thôi, bắt đầu nhìn vào bên trong nhiều hơn. Rằng tôi cũng nhận ra một bài học này, đó là lo âu không chỉ nằm trong tâm trí của mình đâu, nó còn thể hiện ra ngoài cơ thể nữa. Nhưng biết sao không? Nhưng mà đó không chỉ là câu chuyện của mình tôi, mà đó là câu chuyện của rất là nhiều người bên trong cộng đồng của tôi, Danny and the Bros. Dành cho những ai chưa biết, bên trong Danny and the Bros, một cộng đồng miễn phí, tôi không có thể tham gia ngay bây giờ luôn, thì mỗi tuần sẽ có một buổi tên là lecture. Đó là lúc mà tôi sẽ đi lên và live, xong rồi nhiều anh em sẽ bật mic và bật cam lên và chia sẻ câu chuyện của mình, cùng trò chuyện và bàn luận về một chủ đề cụ thể. Nhắc lại là nó miễn phí và ai cũng có thể tham gia được nếu ông muốn và hứng thú. Xuống dưới nhấn đường link, tìm đường link dưới ha, cộng đồng miễn phí, nhấn tham gia và coi cái calendar, đó là tuần này, đó là cái buổi lecture nó sẽ rơi vào ngày thứ mấy, có thể thứ năm, sáu, thứ bảy, thường là sẽ rơi vào 8 giờ tối. Ok, xuống dưới nhấn đường link và tự tìm đi. See ya. Sau hai buổi lecture gần nhất nói về sức khỏe tinh thần, tôi cũng nhận ra đó là rất nhiều người trẻ, phần lớn người trẻ bây giờ họ không biết gì về sức khỏe tinh thần cả. Mặc dù tôi rất vui khi mà buổi lecture 2 gần đây nhất nó có hơn 50 người tham gia, nhưng đồng thời cũng rất là xúc động, rất là thương, bởi vì quá là nhiều câu chuyện buồn đã được kể ra, nhiều tới nỗi mà rất là nhiều người muốn giơ tay nói tiếp luôn, nhưng mà thời gian không cho phép nên là phải kết thúc ngày đó. Rất là nhiều người ở đây còn rất là trẻ mà họ đã phải rơi vào trầm cảm vì bị crush từ chối nè. Nhiều người thì bị áp lực bởi công việc và học tập và con đường học vấn, thôi mà mơ hồ tương lai không biết làm gì. Và người thì bị áp lực đồng trang lứa, thôi mà gia đình này nọ đòi hỏi họ là phải như thế này, như thế kia. Hoặc là nhiều lúc nghe xong tôi chỉ biết ngồi đó như vậy thôi, mà cũng không biết là nên cho lời khuyên như thế nào. Chỉ biết ngồi đó ngẫm nghĩ lại, vừa cảm thấy rất là thương mà vừa rất là ngưỡng mộ khi mà họ vẫn đang ở đây và chia sẻ được câu chuyện của mình. Có nghĩa là họ đã vượt qua được điều đó rồi. Và đó chính là lúc tôi nhận ra, đó là tôi trong những năm trước cũng như là nhiều người trẻ bây giờ, họ không biết gì về sức khỏe tinh thần thiệt. Bởi vì sao? Bởi vì một sức khỏe tinh thần tốt, nó không có sexy. Nếu ông đang coi YouTube và đột nhiên bắt gặp được một cái video nói về cái hành trình lột xác 3 năm của David Lee, và một anh trai đang ngồi đó chia sẻ về hành trình cải thiện sức khỏe tinh thần của mình, thì ông sẽ nhấn vào ai để coi? Ông nghĩ ai sẽ được nhiều sự chú ý hơn, nhiều like, nhiều comment, nhiều share hơn? Yeah, chính xác là như vậy. Sức khỏe tinh thần, nó vô hình, nó mơ hồ và trừu tượng. Nó không có sexy như những thứ xa hoa bề nổi, như là cái xe đẹp, cái nhà đẹp, cái body đẹp, cái ngoại hình đẹp. Nó chỉ là những cảm xúc, cảm giác, những suy nghĩ mình cảm thấy bên trong đây. Nên nếu có ai muốn chia sẻ cái thông điệp tốt về sức khỏe tinh thần thì họ sẽ luôn auto flop. Mặc dù đây là một sự thật đáng buồn, nhưng ta, những nhà sáng tạo nội dung trẻ, sẽ có thể vận dụng được điều này. Một là hãy nhìn thấu những cái lời khuyên mà nông cạn ở bên ngoài kia và hãy nhận ra giá trị của việc nhìn vào bên trong. Và hai, nếu ông thật sự muốn làm content creator hay là một nhà sáng tạo nội dung thì hãy
Ok, hãy gây sự chú ý và hãy bắt được sự chú ý của người ta bằng những thứ xa hoa, bề nổi, có thể trên title, trên thumbnail của ông. Nhưng mà hãy cân bằng lời khuyên như nội dung của ông với sức khỏe, tinh thần. Thật là tôi nói những cái tự nhiên sáng tạo nội dung, những cái mà làm rồi này nọ content là những thứ tôi chưa bao giờ nói tới. Thì đây cũng là một tí sneak peek cho cái hướng đi của kênh của mình sắp tới. Thì tôi muốn hỏi ông, đó là ông nghĩ thế nào nếu tôi bắt đầu chỉ ông cách làm sao để xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như là để tự kinh doanh. Tôi sẽ hướng dẫn ông cách để xây kênh như tôi, một cái thương hiệu trên TikTok, cái thương hiệu trên YouTube nếu ông muốn, cách để đóng gói kiến thức của mình lại và viết làm sao cho nó hay và chia sẻ, làm sao để nhiều người thật sự muốn đọc và nhận được giá trị từ nó. Và tất nhiên rồi, kiếm tiền được từ những kiến thức, chuyên môn và sở thích của mình. Nhưng mà đừng lo, ta sẽ vẫn giữ một cái cột content cho cải thiện bản thân. Nhưng mà ta sẽ nói thêm vào cái việc hình thành kỹ năng cũng như là tự kinh doanh, thành công, kiếm tiền, mindset rồi tư duy về cách làm giàu này nọ. Làm giàu á, không thích cái term lắm, không thích cái tư duy làm giàu lắm, nhưng mà giàu bền thì thích ha, kiếm tiền nhiều, wealth over riches kiểu như vậy đó. Nói chung đây là cái vài ý tưởng cho cái hướng đi sắp tới của kênh mình thôi. Ông hãy comment phía dưới bro, comment phía dưới ông nghĩ như thế nào về ý kiến về cái hướng đi này của kênh mình sắp tới. Xong chưa? Nhanh lên, mỏi tay quá. Nói chứ thank you. Điều gì sẽ xảy ra khi ta không hiểu gì về mental health? Con trai ta vốn dĩ rất là đơn giản, nhưng mà cái cách ta hiểu về cảm xúc nó càng đơn giản hơn. Đó là sao? Đó là vui khi ở bên người yêu, nhưng mà buồn khi mà ở xa người yêu. Đó là tràn đầy động lực và cải thiện bản thân, đúng không? Khi mà ở trong phòng gym hay là hỏng ni ở mọi lúc mọi nơi. Và đó, phần lớn con trai chỉ biết nhiều đó cảm xúc mà thôi. Không những là biết ít nha, mà họ còn không biết tại sao cái cảm xúc nó lại trồi lên nữa, cái công dụng nó là gì và nó đến từ đâu. Và điều này tất nhiên rồi, nó sẽ rất là tai hại. Vì sao? Vì cảm xúc nó sẽ vẫn luôn ở đó và ta sẽ bị nó điều khiển nếu mà thiếu đi nhận thức. Và ta sẽ bị cảm xúc nó làm chủ khi mà thiếu hiểu biết. Và những thanh niên mà bị cảm xúc làm chủ rất là dễ thấy, là những người luôn vùi đầu mình vào những cái khoái cảm tức thì, bỏ game chất kích thích này nọ để trốn tránh đi khỏi cảm xúc của mình. Là những người mà luôn nổi nóng, tức giận, lớn tiếng với người thân và cái bạn phục vụ đáng thương đó, mà không biết kiềm chế được cơn giận của mình. Những thanh niên, những anh hùng bàn phím mà chỉ biết ngồi sau bàn phím và ói ra hết những cảm xúc của mình lên mạng, trên cái phần bình luận của những video của anh áo đen này, vì họ chỉ không biết xử lý những cảm xúc đó mà thôi. Nhưng ông biết điều gì còn tệ hơn ở đây không? Đó là họ còn không biết họ làm như vậy vì chính những cảm xúc của mình mà. Họ còn không nhận thức được cái sức khỏe tinh thần bên trong mình nó là sao. Và ngược lại, những người đàn ông mà mạnh mẽ mà thật sự cải thiện toàn diện đó như thế nào? Không phải là những người đã thành công gạt bỏ hết đi những cảm xúc của họ. Không phải là những người mặc kệ bên trong vì những cái mục tiêu ở bên ngoài. Không phải phớt lờ đi mọi người xung quanh because they just don't give a fuck. No, đó là những kẻ rối loạn nhân cách xã hội, sociopath. Chứ nó không có gì tự hào khi mình don't give a fuck cả. Mà đó là những người con trai đã học cách sống hòa hợp với những cảm xúc của mình. Sống hòa hợp với cảm xúc ở đây không có nghĩa là tôi kêu ông cạo đầu xong rồi lên núi đi tu xong rồi từ bỏ hết những cảm xúc xong rồi ok sống yên ổn với cảm xúc vậy thôi. Nào, tôi muốn ông, nếu mà có cải thiện, nếu mà ông quyết định muốn làm người đàn ông toàn diện thì tất nhiên rồi, ông phải cải thiện toàn diện và nhận ra rằng nè, nhận ra điều này giúp tôi, nó là hạnh phúc, nó đến từ bên ngoài lẫn ở bên trong. Hãy bắt đầu hành trình cải thiện của mình vì những lý do bên ngoài, nhưng hãy ở lại và tiếp tục vì những lý do ở bên trong. Điều ta muốn ở đây là sự cân bằng của cả hai, chứ không phải là nghiêng hoàn toàn về một phía hay là một cực nào đó. Không phải là một nhà sư chỉ biết ngồi thiền trong hang hay là những đại gia flex tiền tỷ ngoài kia. Ý tôi nói đây là không phải là hai cái này là điều xấu hay là gì. Tôi chỉ muốn nói cho ông nghe để ông có thể nhận thức được cái vấn đề mà tôi đang nói ở đây thôi. Nói theo tôi, cái con đường chân chính nhất ở đây là con trai chúng ta phải trở thành một người đàn ông toàn diện nhất có thể. Và tôi thật sự đã nghĩ về cái điều này nó quá lâu rồi. Đó là liệu ta có thể làm việc mỗi ngày để đạt tới thành công, nhưng mà vừa bình yên và tự tại ở bên trong. Cũng hơi vần vần hay á. Và câu trả lời ngắn gọn ở đây là tất nhiên là có rồi. Hoặc ít nhất đây là một cái ước mơ mà mọi người con trai đều nên hướng tới. Nếu không mà nếu nó không muốn trở thành toàn diện là trở nên phiến diện đâu, mà chỉ giỏi cái này nhưng mà không giỏi cái kia, bỏ bê những cái phần kiểu cuộc đời mình hả? What the fuck? Không có đang thật sự sống không vậy? Đó là ta phải nhận ra hạnh phúc nó đến từ bên ngoài lẫn ở bên trong. Nhưng mà vì thế nào? Vì cái video này thì ta đang tập trung về sức khỏe tinh thần đúng không? Nên ta sẽ tập trung vào ở bên trong. Ông hãy cùng tôi phóng to ra nè. Ông hãy nhận ra là ai, bất cứ ai trên đời này sống cũng như vậy thôi. Nếu mà họ muốn thành công, nếu mà họ muốn kiếm tiền, trở nên giàu có và giỏi giang một cách bền vững và lâu dài,
thì ai cũng sẽ cần một sức khỏe tinh thần tốt. Vì sao? Vì mọi vấn đề, mọi sự vật, sự việc, bất cứ thứ gì trong cái vũ trụ này, trên trái đất này đều có hai mặt. Nó cũng giống như mặt trời mọc và lặn, sóng biển lên và xuống, trong âm nhạc hay trong những bài hát mà ông nghe có nút thăng và nút chậm. Nó cũng giống như khi một người đang cải thiện, làm việc, thành công, kiếm nhiều tiền rồi đẹp trai hơn gì đó, đi lên như vậy nè, tới một lúc họ cũng phải đi xuống như bao vạn vật mà thôi. Rồi cho dù họ có cố gắng tối ưu hóa xong rồi làm mọi thứ hoàn hảo tới bao nhiêu, tới một lúc nào đó họ cũng phải đụng tới một cái khó khăn, một thử thách mà thôi. Và họ sẽ cảm thấy nghi ngờ về khả năng của mình. Và đó là quy luật của mọi thứ. Và đây chính là lúc ta sẽ rất là cần một sức khỏe tinh thần tốt để nhận thức được những cái cảm xúc bên trong đầu của mình, để nhận ra những cái biểu hiện sinh lý đang thể hiện ở bên ngoài cơ thể mình nè, để thay đổi góc nhìn lại của những cái suy nghĩ tiêu cực bên trong đầu, để bật cái chế độ chiến đấu lên và sẵn sàng tiếp cận và hạ gục cái thử thách trước mắt thôi. Nói đơn giản ở đây, nếu mà ông cải thiện mà không lo cho sức khỏe tinh thần của mình, ông sẽ không đi được xa đâu. Wow, Danny tuyệt vời quá, nói hay quá. Đúng là sức khỏe tinh thần thật là quan trọng. Nó giúp mình vừa tận hưởng cái chuyến đi nè, xong rồi nó vừa giúp mình đi bền vững, xong rồi cải thiện lâu dài hơn nè. Mà làm sao để tôi cải thiện sức khỏe tinh thần đây? Yes bro, tôi nghe ông qua cái màn hình, tôi biết ông đang nói gì trong đầu luôn. Và tôi cũng biết sức khỏe tinh thần, mental health là một cái chủ đề rất là lớn, với rất là nhiều cái yếu tố nhỏ nhỏ trong mà chúng ta có thể đi sâu vô nữa. Và chính xác là như vậy ha. Đó là cái dự án tiếp theo của tôi, là cái cẩm nang sức khỏe tinh thần mà tôi đang cực lực ngồi vô máy và học mỗi ngày, và tổng hợp và quay phim xong rồi ghi ra những cái kiến thức tổng hợp lại theo trải nghiệm của tôi nữa, để tạo nên một cái cẩm nang sức khỏe tinh thần toàn diện nhất mà ai vô coi thì cũng chắc chắn nhận được giá trị từ nó. Sneak peek một tí nha, cho cái cẩm nang tiếp theo trong cái học viện cải thiện. Nếu mai muốn check out cái cộng đồng trả phí này, học viện cải thiện, xuống dưới nhấn đường link ha. Lát nữa tôi sẽ nói sâu hơn về học viện cải thiện cho ông nghe. Điều đầu tiên mà ông cần làm để cải thiện sức khỏe tinh thần của mình, đó là đó là sự nhận thức. Sao? Ông đang chờ câu trả lời gì hả? Ông đang chờ một cái bí mật nào giống như là nó chỉ là như vậy thôi đó. Sự nhận thức, awareness. Đó là ta phải nhận thức từ cái vấn đề lớn sang những cái vấn đề nhỏ hơn. Hay theo tôi thích gọi, đó là nhận thức vấn đề vĩ mô và vấn đề vi mô. Thế đồng, macro and micro. Đầu tiên sẽ cùng đi qua nhận thức vấn đề vĩ mô, macro awareness. Ê, hãy ngồi xuống và cùng tôi phản ánh lại sức khỏe tinh thần của mình nè. Rằng sao? Rằng mình đang cảm thấy như thế nào? Rằng dạo này giấc ngủ của ông ra sao? Rằng mức năng lượng trong ngày của mình nó trông như thế nào? Mình phải tự cảm nhận chứ, đúng không? Thứ tư là gì? Mức độ stress gần đây của mình nó có đang quá là cao hay không? Câu cuối cùng, cơ thể mình có triệu chứng gì bất thường mà đang thể hiện ra mà mình đang không có để ý hay không? Hãy ngồi xuống, thật sự đó, lấy một quyển nhật ký ra. Ok, quyển nhật ký ra và tôi sẽ pop cái câu hỏi ngay đây ha. Nhấn dừng lại và trả lời cho tôi những câu hỏi trên vô quyển nhật ký này. Ngồi xuống dành ra 5-10 phút, recommend 10 phút để phản ánh lại và trả lời những câu hỏi vô đây. Không có đùa đâu. Hãy lấy ra và làm liền đi. Và tôi chắc chắn với ông, một thứ nào đó, một cái vấn đề nào đó trong đầu ông, nó sẽ trồi lên. Ông sẽ ghi ra, đó là ông mới nhận ra những cái pattern, những cái xu hướng ha, là những cái này nó đang chỉa về cái gì, nó là một vấn đề gì lớn, ông phải xác định nó cho tôi. Rằng ông như thế nào, có thể đây là một vài ví dụ ha, ông đang quá stress, quá mức cần thiết trong một kỳ thi, lo âu về khả năng thành công của một dự án sắp tới, hay là ông đang dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về crush xong rồi bỏ bê bản thân mình, hay ông đang đơn giản thôi đang tự áp lực bản thân mình quá nhiều để thành công mỗi ngày. Và khi đó, sau khi em đã nhận ra cái vấn đề cốt lõi của mình rồi, thì hãy phóng to ra và hãy tự hỏi bản thân rằng những thói quen xấu nào nó đã lẻn vào cái ngày của mình mà không hay biết, những cái việc làm nào rất là vô bổ mình biết là mình không nên làm nhưng mà mình vẫn đang làm cho vô thức. Vì đây chắc chắn là những điều nó sẽ xảy ra khi mà sức khỏe tinh thần của ông đang đi xuống. Chúng ta sẽ không có cảnh giác về những gì mình đang làm. Và đơn giản thôi, khi mà ông đã xác định ra cái vấn đề cốt lõi và những cái hành động mình làm để trốn tránh khỏi cái vấn đề đó, thì ông hãy ngồi xuống và thiết kế lại một cái lịch cho mình cho tuần sau. Hãy lược bỏ đi những cái thói quen xấu mà mình không muốn đương nhiên rồi, và hãy thay thế nó bằng những cái thói quen tốt mà mình đã từng làm, hay là mình muốn làm, mình muốn thực hiện và thật sự duy trì nó trong tương lai, và mình biết nó rất là tốt cho mình. Đơn giản thôi, không cần phải suy nghĩ quá, không cần phải suy nghĩ cái thói quen này có tốt không ta, mình cần ghi vô đây không ta. Ông biết cái thói quen nào tốt mà. Ok, không có cần phải suy nghĩ thôi, mời lên thăm hỏi ý kiến tôi đâu. Đi dạo ngoài đường, đọc sách, viết nhật ký, ăn uống đầy đủ, thì mình đi tập gym, ngồi thiền, đi kết nối và kết bạn với nhiều người bên ngoài kia. Ông biết mà, những cái cơ bản.
đừng ép bản thân mình phải hoàn hảo, nhưng cũng đừng quên đi cái lý do mà mình đã bắt đầu và quay lại những cái thói quen xấu trước đó. Và tôi biết sau khi tôi nói ở trên xong thì nhiều người nghe đó nhưng mà họ sẽ không làm theo, vì có thể đơn giản là họ chưa thấy cần thiết thôi, hoặc là họ thấy áo đen này láo toét quá và họ không tin thằng này, hay họ đơn giản là họ đã thấy sức khỏe mình ngon cơm rồi, có gì đâu phải cải thiện, tôi hiểu chứ. Nên là cái điều mà tôi mong muốn ở đây đó là ít nhất sẽ gieo trong tâm trí ông một cái hạt giống, để một ngày đẹp trời khi mà có một cơn mưa rào qua, có đủ nước tươi tốt, đất tốt, thời gian đó trôi qua đầy đủ, cái hạt giống đó sẽ nảy mầm. Ông sẽ chợt nhận ra ô, cuộc đời mình nó đang thật sự đi xuống, mà mình đang làm những cái hành động xấu mà mình biết là mình không nên làm, và mình phải không thể nào bỏ bê bản thân được nữa, tới lúc phải chăm lo cho bản thân, cho sức khỏe tinh thần của mình thôi. Và nếu điều đó xảy ra, nếu mà ông chợt nhận ra trong lúc ông đang tắm hay là lúc ông đang làm gì đó, thì ông biết ông nên tìm về đâu rồi đó. Thì đấy là nhận thức vĩ mô, macro awareness. Thì ta đang phóng to ra đúng không, để nhìn sức khỏe tinh thần của mình một cách rộng hơn. Và ta đang ở đây đúng không, đang phóng to ra như vậy. Bây giờ ta sẽ muốn thu nhỏ vô, ok, zoom in, để thấy những lúc mà mình đang thật sự stress và lo âu, đang có những cảm xúc tiêu cực, những cái khoảnh khắc mà riêng lẻ đó thì mình sẽ xử lý nó như thế nào. Thì tôi gọi đây là nhận thức vấn đề vĩ mô, micro awareness. Giả sử là ông đang chạy cái bài cuối kỳ cho cái môn học hiện tại của mình, đang đau đầu cố gắng hoàn thành cái project của một người khách hàng khó tính nào đó, bắt mình cứ chỉnh hoài hay là đang tự kinh doanh thôi mà cảm thấy lo âu và lo lắng về cái đợt launch tiếp theo, aka fucking me. Tất nhiên rồi, một tí stress, một tí lo lắng ở đây là một cái hoàn toàn bình thường. Stress ở đây nó thật sự có ích vì nó giúp mình tập trung vô ha, và thật sự làm việc một cách hiệu quả nhất. Nhưng nếu mình cứ stress hoài và stress mãi thì sao? Nó sẽ thải ra cortisol, cái hormone stress dài hạn. Nó sẽ cứ cao cao, nó cứ triền miên như vậy hoài nè. Và nó sẽ rất có hại cho sức khỏe của mình. Đó là lúc tôi sẽ bắt đầu lo nhiều hơn là làm. Đó là lúc ha, tôi mong ông sẽ có đủ sự nhận thức để nhận ra rằng là mình đang lo thế nào, là mình đang có những cái vòng lặp suy nghĩ về lo âu này. Ok, hãy cùng tôi nè, dừng lại, hít một hơi nha. Hít hơi nha, 1, 2, 3. Thở ra nhẹ bằng miệng nè. Ok, và hãy phóng to ra cùng tôi. Rằng hãy nhận ra là ông đang tập trung quá nhiều về một cái vấn đề, đang zoom in quá nhiều. Ông đang thu nhỏ một vấn đề, nên là trong tâm trí ông chỉ toàn cái vấn đề đó mà thôi. Nó đang chiếm hết tâm trí và RAM trong cái não ông rồi. Chúng ta phải cần phóng to ra để thấy được cái bức tranh toàn cảnh. Đó là ta hãy cùng nhau nhận thức hiện tại. Có một câu này tôi rất là thích, tôi để đứng đầu luôn. Tiếng Anh ha, đó là awareness always precedes control. Nhận thức sẽ luôn đi trước sự kiểm soát. Nên để kiểm soát một cơn lo, ta sẽ không cố để kiểm soát nó. Đơn giản là ở đây hãy thả lỏng thôi, hãy nhận ra là mình đang lo. Tôi biết nó nghe thật sự là đơn giản tới nỗi ngớ ngẩn luôn, nhưng mà ông hãy thử làm đi. Khi mà ông thật sự tách bản thân mình ra khỏi cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn, vòng suy nghĩ luẩn quẩn đó trong đầu, rằng mình nhận ra là mình đang có suy nghĩ này, mình đang kẹt trong cái này, mình đã suy nghĩ cái vấn đề này lâu quá rồi, nó cứ nằm trong đầu mình hoài, mình không thể nào mà giải quyết nó được. Mình cảm thấy cái người mình cũng hơi mỏi cơ này, mình hơi nhíu người lên quá, người mình nó đang nóng lên, tim muốn đập nhanh hơn. Chính lúc đó ha, chính trong cái quá trình mà ông đang có những suy nghĩ đó trong đầu là ông đang tách bản thân mình ra rồi đó. Hãy tương tự cái vòng lặp suy nghĩ như một cái lốc xoáy, ông đang đứng chính giữa cái lốc xoáy đó. Hả ông kiểu? Ok, ông ơi nhìn nó như vậy làm sao? Ok, rằng điều gì nó sẽ xảy ra bên trong cái tâm trí của ông? Fuck, chết bà. Tâm trí của ông nó sẽ giống như là được nâng cấp lên một cái tầng nhận thức mới. Rằng ông, nó thấy ông là vẫn đang đứng ở đây, ok, nhưng mà cái vòng suy nghĩ nó đang đứng đây rồi. Nghĩa là sao? Hai cái đâu phải là nhau đâu. Ông nhận ra những cái vòng lặp suy nghĩ đó, những cái suy nghĩ lo âu đó không phải là mình. You are not your thoughts. Cái chương đầu tiên, một trong những cái ý tưởng lớn bên trong cuốn sách này, The Power of Now của Eckhart Tolle. Và khi đó một cách thật sự rất là kỳ diệu, cái sự tan biến cái vòng xoáy luẩn quẩn này, ông quan sát nó thôi, ông thấy nó sẽ từ tan biến đi và trở lại như bình thường. Đừng cố kiểm soát, đừng cố cải tay đôi, đừng cố dùng lập luận, đừng cố nghĩ ra một cái cách giải quyết nào đó, hay đơn giản là nhận thức thôi. Và say boys, đó là một trong rất là nhiều ha, những cái kiến thức mà sẽ nằm bên trong cái cẩm nang sức khỏe tinh thần sắp tới, trong những cái mà thật sự rất là cần thiết, mà tôi thấy rất là cần cho giới trẻ hiện nay, cũng như là cần cho bản thân tôi nữa. Nó đang trong quá trình sản xuất, nó sẽ được ra mắt bên trong cái học viện
cải thiện dành cho những ai chưa biết, đó là cái cộng đồng cải thiện bản thân cao cấp của tôi dành cho những người thật sự nghiêm túc để cải thiện một cách toàn diện, để giúp những người mà thật sự biết mình có tiềm năng bên trong ha, giúp họ khai thác cái tiềm năng đó và vượt qua 80% những người con trai đang chạc tuổi họ đang bình thường bên ngoài kia, mấy thằng tèo bên ngoài kia. Và tất nhiên tôi cũng không nghĩ mọi người là tèo hay mà mọi người là xấu xa. Tôi chỉ nói là một cái ví dụ để ông hiểu cái góc nhìn của tôi, để một phần để thuyết phục được ông mà thôi. Nói lần sau, đó là chắc ông cũng giống như tôi đúng không? Khi mà nhìn bên ngoài kia cái cách mà giới trẻ bây giờ họ đang sống, thấy cái hiện trạng mà mọi người ngoài kia lúc nào cũng cắm đầu vào game, đi ra ngoài cà phê cà pháo, đi bar, đi pub, xong rồi đăng những cái status, đăng những cái ảnh trên mạng xã hội để được sự chú ý của mọi người khác. Và ông không thể nào thấy mình sống cái lối sống như vậy được. Nhưng mà khi ông nhìn lại bản thân mình, ông cũng khá là chán ghét với cách mình đang sống luôn. Ông cũng nghĩ trong đầu mình đó là ô, giờ mình sống ra sao đây? Mình không thích cái cách mình sống bây giờ, mình cũng không thích giới trẻ bình thường đang sống ngoài kia. Học viện cải thiện là dành cho ông. Vì tôi biết sau bên trong ông không muốn là một người bình thường, mà ông muốn bản thân mình sẽ xuất chúng khi còn trẻ, chứ không phải là bất thường xong rồi dị hợm. No, ông muốn bản thân mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn 80% người trẻ ở bên ngoài kia. Nghe có thể là hơi cực đoan, hơi kiêu ngạo, nhưng chúng ta chỉ làm điều này vì ta biết nó sẽ tốt cho bản thân mình, rằng ta sẽ luôn cố gắng trở nên trưởng thành hơn và sẽ cố gắng để trông già dặn hơn trong mắt người khác qua cách mình làm tóc, qua cách mình mặc đồ, qua cách mình nói năng, phong thái đi đứng này nọ, nói năng một cách điềm đạm hơn so với những người chạc tuổi hay những người lớn hơn mình luôn. Sẽ biết suy nghĩ chững chạc và đường dài, sẽ biết trì hoãn những niềm vui tức thì để nhận những cái niềm vui và sự tự hào, sẽ biết trì hoãn niềm vui thay vì tận hưởng nó tức thì. Đây bro, một lần nữa ha, nếu mà ông cũng đồng cảm với tôi như vậy thì cộng đồng này là của chúng ta. Để tôi nói ngắn gọn về những cái lợi ích mà ông sẽ nhận được khi mà ông tham gia ha, đó là sao ông sẽ được gần gũi hơn với tôi và những anh em đang nghiên túc cải thiện. Tôi đã nói rồi, trong cái tab community ông sẽ vô chổng đăng bài và chia sẻ góc nhìn của mình và nhận lời khuyên từ những người bên trong đây. Và tất nhiên rồi, khi mà ai cũng nghiêm túc, ai cũng cùng mục tiêu, mọi người sẽ muốn giúp nhau và cho nhau những lời khuyên thật sự sâu sắc. Cũng như là còn cái một classroom nữa, nhớ một classroom ha, thì chính là cái thư viện tri thức của tôi, là nơi tôi tổng hợp hết tất cả những gì mình biết trong suốt hơn 5 năm cải thiện bản thân của mình. Đằng sau đó là bỏ các thói quen xấu rồi, bỏ rồi mạng xã hội, cải thiện ngoại hình, cải thiện bên trong, sức khỏe tinh thần sắp tới như tôi đã nói đó, chăm lo cho cái sức khỏe vật lý của mình qua ăn uống mà tập thể dục rồi, và xây dựng một cái body lực lượng aesthetic. Cuối cùng là sao? Là tôi sẽ rất là tích cực ở trọng để giúp các ông. Bằng chứng ở đây là tôi tất nhiên sẽ ở đó reply tới từng post của ông rồi. Nếu mà ông cần gì thì sẽ ở đó ha, để giúp các ông cho lời khuyên. Cũng như là mỗi tuần chúng ta sẽ có 1-2 buổi lecture, có nghĩa là tôi sẽ lên đó livestream và cùng ông trao đổi về một chủ đề nào đó ở trên Zoom. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau và tôi có thể cho ông lời khuyên nếu mà ông cần ha, hoặc đơn giản tôi chỉ nói chuyện với nhau như những người anh em đang cải thiện bản thân mà thôi. Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Là nếu ông đã sẵn sàng, nếu mà ông thích những cái giá trị mà tôi đang trao đi, thì tôi rất là mong là ông có thể tham gia. Cũng như là hãy tham gia sớm đi nha, để khóa lại cái giá rẻ nhất của mình. Nói chứ rồi á, thì tham gia lúc nào tùy ông, nếu ông sẵn sàng. That's it, a like nếu mà ông thấy mình nhận được giá trị gì từ cái video này. Cũng khá là dài đó, nhưng mà cũng rất là quan trọng để mình nói về cái điều này ha. Sức khỏe tinh thần, mental health, the comments, điều đó dễ thương ông biết mà. Ông biết ông phải comment điều gì mà, đúng không? Thứ ba là hãy share những thằng bạn mà sức khỏe tinh thần ở đây khá là yếu, đừng cải thiện cái tôi còn hơi cao, sức khỏe tinh thần nó cứ lên xuống, nó không bao giờ duy trì điều độ được, thì hãy share cái video này cho nó coi ha. Biết là tôi đang nói hơi nhanh tại vì bây giờ ăn trưa quay hơi lố rồi, nhưng mà yeah, thank you boys being here. Hẹn gặp ông trong video lần sau. Hey yeah, học viện cải thiện ở bên dưới ha, cũng như là Danny and the Bros cộng đồng miễn phí của tôi. See you boys.